một vài bộ truyện tranh thuộc thể loại psychological và mystery mà bạn nên biết phần 2. 4. Homunculus Susumuna Koshi, một người đàn ông trung niên khá bí ẩn và kỳ lạ, sống trong một chiếc xe hơi giữa một khu khách sạn cao cấp và một khu công viên của những kẻ vô gia cư. Một ngày nọ khi anh đang ở trong xe như thường ngày, thì một thanh niên lập dị tên Manabu Ito tiếp cận với một lời đề nghị tham gia thử nghiệm khoan một lỗ trên hộp sọ để đánh thức giác quan thứ 6 bên trong anh, với tiền thưởng là 700.000 yên và đảm bảo an toàn cho Nakoshi. Ban đầu anh đã từ chối lời đề nghị của Manabu, nhưng anh đã đổi ý và tình tớ thanh niên kia và thỏa thuận khoan một lỗ trên hộp sọ vì chiếc xe của anh đã bị cảnh sát kéo đi. 5. Boku no Mari Boku wa Mari no Naka Boku. Câu chuyện mở đầu bằng khung cảnh một thanh niên tên Isa Okomori đến từ vùng nông thôn Gunma và chuyển đến thành phố Tokyo, đồng thời nhập học tại trường đại học nơi đây. Cùng những suy nghĩ hồn nhiên, sẽ được làm quen với nhiều người bạn mới, cảm giác của một sự khởi đầu mới cũng như một tình yêu mới. Nhưng đã 3 tháng trôi qua khi cậu nhập học, Isa O chợt nhận ra cậu không có lấy một người bạn và phải ăn trưa một mình khi không một ai tới nói chuyện với cậu. Nghe có vẻ tệ, nhưng cậu vẫn bất chấp mọi thứ trong năm đầu tiên. Isa O vẫn tới lớp và học hành một cách chăm chỉ. Cho tới năm thứ 2, cậu quyết định bỏ học sau 3 năm kể từ đó, khiến Isa O trở thành một người sống khép kín với xã hội bên ngoài và chỉ dành thời gian bỏ ra cho game. Trong suốt khoảng thời gian 3 năm đó, thú vui duy nhất của Isa O là đến cửa hàng tiện lợi lúc 9 giờ tối, chỉ để được gặp thiên thần cửa hàng tiện lợi, một nữ sinh trung học tên Mari. Lần đầu tiên mà Isa O nhìn thấy cô ấy, cách đây 1 năm trước, và cho đến tận ngày nay, khi anh vẫn luôn theo dõi cô ở trong cửa hàng tiện lợi, cũng như bám theo cô trên đường về. Tuy nhiên, khi cô liếc mắt về phía sau cậu, khung cảnh bắt đầu thay đổi, và Isa O thức dậy tại căn phòng của Mari, và ở trong chính thân xác của cô ấy. 6. Sonena Abyss. Câu chuyện xoay quanh cậu học sinh 17 tuổi Kuros Reiji, ở trong một thị trấn nhàm chán, cùng suy nghĩ sẽ dành cả cuộc đời mình ở thị trấn, nhằm phụ giúp cho người mẹ bằng cách tốt nghiệp sớm và đi làm cũng như chăm sóc cho người bà đang già yếu. Và người anh ngày càng trở nên bất ổn khi suốt ngày cáu giận một cách vô cớ. Một ngày nọ, khi đang trên đường đi học về, Reiji được giới thiệu nghe thử nhạc của một nhóm ca sĩ nữ với tâm điểm là nữ thần nghiêm túc Aoyanagi, cũng như là thần tượng của người đã truyền giáo thành công cho cậu là Chako. Người bạn thời thơ ấu của Reiji luôn là người giúp đỡ và chăm sóc cậu khi cậu bị bẩn hay bị thương. Cô luôn có hoài bão muốn vào đại học ở Tokyo và rời khỏi thị trấn nhàm chán này cùng Reiji, khi gia đình chỉ xem cô như một con thú cưng dễ bảo và ngoan ngoãn nghe lời họ, khiến cô phải chịu đựng để tiếp tục cái gia đình nhỏ hạnh phúc đầy giả tạo. Ngoài ra, Reiji còn là kẻ chạy vặt cho người bạn thời thơ ấu khác của mình là Maegi Shigen, giờ đây đã làm trùm trong thị trấn luôn đeo bám và gọi tên Reiji. Cứ ngỡ cả cuộc đời cậu sẽ mãi chôn chân tại thị trấn u ám và ảm đạm này, cho đến khi Reiji gặp được thần tượng Aoyanagi đang làm thêm tại cửa hàng tiện lợi mà cậu hay đến mua. Nhưng Reiji lại không lường trước được rằng mình sẽ sớm dính vào một loạt các sự kiện tác động đến những người thân thiết đối với Reiji.